đang có mặt tại quán hải sản mình tiếng, có rất là nhiều hải sản tươi ngon. Đây cũng là một quán ngon bổ rẻ của Cam Lâm. Mình tới gì nha, xà lâm, ốc nhảy nè, còn sống luôn nè, cá trời to luôn. Này gì đây ta? Nghêu. Con xuống. Đây còn gọi là con tu hài. Đây là con tu hài. Cô Hà 350 ngàn một ký. Đây là con móng tay. Móng tay 350 ngàn. Con này móng chân với móng tay thì to quá trời to luôn. Ốc nhảy. Gì? Này nó mua móng tay. Nhiều. Đây là con xà mía. Xà mía 80.000 một ký. Rồng nho. Con này con gì đây? Cà mía đây hả? Cà mồng. Cà mía bên kia. Còn bên này là có cái rong nho. Món rong nho này thì mình rất là mình mua lại sốt ăn tươi luôn. Con này là con hàu. Trong kia còn có tôm hùm nữa kìa. Tôm hùm. Đây, đây bảng giá đây. Mua 80, tôm sú 750, xà lông 400, tôm hùm 900.000 đồng một ký. Rất là nhiều sản phẩm. Đây, anh chị quán đang lựa vị ở đây. Nay được nghỉ hè á hả? Dạ. Nay được nghỉ hè. Ra trường. Ra trường hả? Học hết ngành gì? Hết theo bằng thì mới bằng. Học ngành gì? Nhà làm gì? À, quản lý rừng. Cái rổ đây này anh. Về, về quản lý nhà hàng hả? Học nghiệp. Chị học khóa 29. Nông học. Nông học. Em học khóa 37 hả? Dạ 37. 21. Con có theo. Sau một người khóa luôn. Chị làm ở cái phòng này không chị? Chị làm ở trạm khuyến nông. Mình cũng được 10 năm hơn, 12 năm. Cơm, cơm mưa. Đây giờ kia đang kéo à? Nếu họ chỉ ăn kéo không? Cái chỗ nào cái này đỡ đi hành vi. Đúng là rộng rãi sáng nét.
lấy sò mía chưa? Nãy lấy sò mía chưa? Lấy tôm.